Mẹ rất là từ bi hải hà, mẹ lúc nào cũng cho chúng ta một cái cơ hội và cho chúng ta qua những cái nạn lặt vặt. Là giống như chúng ta bị phá thai á, ma con rồi củ quyền đồ bám, rồi bị thầy này pháp sư nọ thư ém để dụ dỗ mình cho tiệm mình đắc, nhưng mà nó chẳng đắc mà nó làm cho vợ chồng tan nát. Ai mà thờ cái bản? Ngày địa thần á, mà của một thầy pháp mà bên Cali á, gọi là anh Bắc á, mà cho đó là phải bỏ ngay lập tức. Những cái gì mà của anh Bắc tặng cho tất cả các đệ tử Hội Thiên và những người ngoài, từ cái vật nhỏ xíu cho tới cái bản mà ngày địa thần á, phải lập tức bỏ ngay, nếu không á là gia đình sẽ tan nát. Là vì trong đó là bùa chú thư ém không à. Anh Bắc chẳng có lại gì hết, chỉ là một thầy pháp luyện âm binh, luyện ma luyện quỷ, cho nên tất cả hiêu tinh các con phải để ý. Những đứa mà nó bị trúng cái đó rồi á thì nó giống như nó bị block rồi, con nói kiểu nào con không cứu nó được, phải chờ 6 tháng sau những cái âm binh đó, những cái trượt trong người nó ra thì con mới nói chuyện được với nó, còn nếu không á rất là khó nói. Bị trúng bùa cũng giống như bị ghiền xì ke vậy đó, không phải dễ mà hết một ngày đâu. Ở Houston ai mà thờ cái này của anh Bác tặng, làm ơn á giục thùng rác đốt liền, nếu không á là tai họa trùng vô đầu, gia đình sẽ tan nát đổ vỡ. Tại vì tối ngày đọc mấy câu thần chú kêu ma kêu quỷ vô nhà mình sống chung với ma quỷ có được không, trả lời đi. Và đồng thời mình coi quá trình những người này giúp gì được mình. Ma nó tới nó làm cho tiệm mình đắc 3 ngày, nhưng mà ma nó làm cho mình khổ cả một cuộc đời và đi xuống địa ngục. Ai có mấy cái này nên đốt bỏ ngay lập tức nghe. Của anh Bắc ở núi Thiên Long Sơn mà tặng á, là nên đốt bỏ liền lập tức. Cái đó là lệnh của các chị dị á, ra đó, chứ không phải là của Kiệt này nói đâu. Của cha ra lệnh đó, đó là tà với quỷ của thời này đó. Nó có mấy câu thần chú nhỏ nhỏ. Bây giờ á, cái bản có thể địa thần có cả ngàn vị, nhưng mà cái câu thần chú là gọi ma gọi quỷ. Mà đọc cái câu thần chú á mà không biết mình đọc cái gì thì là kêu ma kêu quỷ vô nhà mình. Cho nên ai có những cái này á là phải bỏ hết. Còn nếu không mình phải kiểm nghiệm lại trong những ngày tháng bắt đầu khi mình thờ cái này, mình bị cái gì, coi lời của Việt nó có đúng không. Một là gia đình tan nát nếu mà không tin Kiệt. Còn tin Kiệt đâu có mất cái gì đâu, cứ thử đi, gia đình sẽ hạnh phúc trở lại, có cuộc sống đầm ấm mạnh khỏe. Mình là người dương, mình không có thể chơi với âm binh. Đây là lời thật đó, chân tình lắm á. Những cái gì mà của anh Bắc ở Thiên Long Sơn đưa ra nên đốt bỏ hết ngay lập tức trên thế giới. Đó là một đám ma quỷ của Long Hoa Mật Tạng ở bên Việt Nam á, cái gốc của nó ở bển. Anh Bắc chỉ là một cái con chốt thôi, cái gốc nó lớn lắm, bên nước Việt của cộng sản á, chinh chiến bao nhiêu tháng để mà đức thầy sắp sửa xuất hiện, thì những yêu ma tà mị mà phá rối thế gian á thì cũng sẽ bị biến mất. Tất cả những cái hình ảnh của anh Bắc bán, của mọi người bán đều là có thư ém trong đó, phải đưa sư phụ để mà làm blessing trở lại hết. Ở trong Thiên Long Cung á, mấy cái hình bự của cha mẹ nè, mấy cái cục nhỏ nhỏ mà để đèn lên có cha mẹ đều bị thư ém hết. Sư phụ biết hết, biết từ lâu luôn, biết cái ngày mà con Thảo ở Utah nó thay đổi, sư phụ biết luôn, cha cho luôn á để thử lòng đệ tử. Sư phụ sao không biết được. Cho nên hôm nay là tất cả phải sạch sẽ hết. Một cái đám tàn binh, tà không bao giờ thắng chánh, thiên tử không bao giờ thua con chó sói. Tại vì thiên tử từ bi thôi, nên nhớ như vậy. Sư phụ có cái quy lực rất là dũng mãnh mà không bao giờ dùng tới, chỉ cái lòng từ bi nó lớn quá, cho nên không nói không làm gì ai hết, chỉ có biết thương và biết khấn để cho người ta quay đầu thôi. Để xuống đây á, là người xấu nhất cũng có thể thành Phật được. Cả con chó sói, cả thầy pháp, bản thân của họ cũng chả biết họ là tà là quỷ nữa.
họ làm những cái chuyện đó họ cũng không hề họ biết. Còn đánh mấy cái chữ mà ma mị mà hiền từ, cái đó là chỉ là nước sơn ở ngoài thôi, gỗ ở trong á mới là quan trọng. Còn thường thường á thì họ chỉ dùng những lời lẽ xuyên tạc vô căn cứ. Cho nên tất cả hội thiên thụ dạy là phải có bi trí dụng, phải có đúc đúc mà đi, và đồng thời á, là phải tự mình có chánh kiến và phải biết phân tách. Dùng cái trí tuệ bình thường học vấn lớp 3, lớp 5, lớp gì không biết, phải phân tách cái gì có lợi cho mình, còn cái gì bất lợi cho mình thì mình phải để cái khóa sinh đó, không có chạy theo bầy đàn, không có chạy theo cám dỗ. Âm binh á nó hay hơn sư phụ, tại sư phụ không có sử dụng âm binh, sư phụ dùng thiên tướng không à, với xích long, bạch long, với huỳnh long, thanh long. Trong khi nói những cái lời không đúng thì con âm binh á nó từ điện thoại này nó chạy qua con thiên a bên thiên bi bên kia, nó nhập vô tâm, nhập cho tâm là mù mờ rồi, nó nói tào lao cũng tin nữa, thì là nó lôi kéo bằng cách đó, dùng âm binh để mà lôi kéo để mà đi xuống địa ngục á, vô dáng luôn á. Còn những người bị trúng bùa mà trúng âm binh của anh Bắc như thế nào, của thầy Pháp như thế nào, là thứ nhất cả mấy ngày không có ngủ được, cái tâm trạng nó nóng, nó cồn cào, và cái tâm dục nó lên dữ lắm, tại ma ở trong dục, rồi rất là khó chịu, ngủ không được. Và đồng thời cái quan trọng nhất, dùng sư phụ dùng thiên tấn kiệt để làm thí nghiệm. Khi nghe âm thanh của sư phụ nó chịu không nổi, vì âm thanh sư phụ là có thần thông của Phật, của cha, của mẹ để mà giải hết những cái trượt của thế gian. Rồi hình ảnh của sư phụ á là một vị Bồ Tát sống, thì tất cả ma quỷ nó rất là sợ. Cho nên khi mà người bị trúng cái đó đó, thứ nhất là kỵ nghe cái tiếng của sư phụ, thứ hai là kỵ nhìn cái YouTube của sư phụ, họ chịu không có nổi. À, xin chào tất cả các huynh đệ tỷ muội. Hai tuần trước thì Hữu Tính có bị trúng rồi, Hữu Tính cứ đi quần quần ở trong nhà mà không ngủ được, cứ dẫn đi 7-8 giờ sáng không. Thì lúc đó thì trong mình nó nóng bực bội lắm, rồi cứ đi ra đi vô ngủ không ngủ mà làm cái gì cũng không được, rồi vô lấy cuốn kinh cha mẹ tụng cũng cứ đẩy ra xuôi khiến không có tụng được, cứ dẫn đi vòng vòng xà quần cho buồn ngủ, rồi nằm mà ngủ cũng không được. Rồi sau đó thì khi bực bội thì mỗi lần bực bội muốn đi vô tụng kinh để cho giảm bớt thì không có cho tụng kinh, nên Hữu Tính mới nguyện xin cha mẹ cứu. Thì cha mẹ cũng với lại ngài Xích Lâm với sư phụ có kêu lên sư phụ cứu, thì được ngài Xích Lâm về cứu cho Hữu Tính, nên Hữu Tính bây giờ tất cả những cái đó không còn nữa, giờ khỏe khoắn thì đầu óc minh mẫn trở lại rồi. Cũng cảm ơn sư phụ. Nhưng mà xứ đó còn lấy mấy cái bản của ngài Địa Thần con thờ của anh Bắc cho con đúng không? Dạ. Của Mỹ Hạnh đây á, ồ nó cũng bị từ lừa luôn, đứa nào mà thờ cái đó là từ lừa, thì là cũng là cái bản ngày địa thật mà sư phụ bỏ trên mạng đó, làm sao con biết là Xích Lâm cũng sư phụ nó. Sư phụ ngồi ở một chỗ Thiên Long Sơn mà phụ bắt mạch hết cả thế giới đứa nào bị gì, thì lúc đó sư phụ sắp sửa qua đây ngày hôm khuya, hôm qua mình qua đây phải không, thì Xích Lâm nghĩ là qua đây phải cần có thằng tài xế, cho nên Xích Lâm nói thôi để đi giải âm binh cho thằng này. Thì hôm nay nó tỉnh thì nó ngồi kể đây nè, thằng Hải cũng vậy, chứ sư phụ đâu có giải được, chỉ có nhờ Xích Lâm mới giải thôi. Và đồng thời sư phụ biết được từ đứa nào bị ở bên này, có con Khanh nó đang bị rất là nặng với thằng Hùng và con Cảnh Tú cực kỳ nặng, nếu mà hôm nay mà nó nghe mấy lời này mà nó tới thì sư phụ sẽ giải cho nó, nếu không gia đình tan nát, tụi nó cả đời không bao giờ ngóc đầu nổi, sư phụ không có chù mấy đứa con đâu, phụ muốn cứu con thôi. Vì hồi sắp sửa còn có tính theo tuần sư phụ về Việt Nam, các con sẽ mãi mãi khó mà gặp được sư phụ lắm. Chuyến này là chuyến cuối cùng của năm nay sư phụ ơi, thì sư phụ có một chuyện rất là lớn để lo, nhưng mà những hàng đệ tử sư phụ thương á thì sư phụ nói luôn á, nó rất là nguy hiểm. Là tại sao? Là vì nó sẽ làm cho họ thiên sàng lọc, đứa nào mà mong cầu sân si hay là tham cái gì đó thì đều là bị trúng bùa của anh Bắc hết. Bùa ngải của thiên ma nó ghê lắm, âm binh mà đều bị trúng.
Còn nếu mà bình thường cứ lên đốt nhang, đọc kinh, đọc lăng nghiêm, họ sợ nhất là hình ảnh cha mẹ, sợ nhất là âm thanh của sư phụ, còn sợ nhất là mấy cái YouTube của sư phụ. Cho nên những đứa mà bị á, đầu tiên á, nó hủy hết hình ảnh cha mẹ, nó dục cuốn kinh thiên tâm một bên. Tại cái tâm nó đã thay đổi rồi, trong một ngày nó có thể chửi cha mẹ, chửi cho bụng như là xối nước, tôi sư phụ chả có làm gì sai hết. Đó là kiểu ma quỷ nhị, một trắng hai đen, gạch hai bên, muốn bước bên nào đi bên nào. Hôm nay sư phụ nói thêm lần nữa cho rõ là tự gì, tại sao, là gì. Chuyến này qua là sư phụ muốn cứu con Khanh với con Cẩm Tú, nhưng mà nó đang bị trúng bùa, nó rất là sợ sư phụ đó. Sư phụ nói cái này nó sẽ chửi sư phụ, nhưng mà sư phụ phải nói một lần, tại vì thầy phải nói cho đệ tử biết đó là nhiệm vụ. Còn nếu đệ tử sau này có tỉnh lại không tỉnh lại thì chuyện đó là có phước phần của mỗi đứa. Không có lý do gì giết chữ ngài địa thần rồi để mấy con thần chú. Bây giờ thí dụ như giết chữ ngài địa thần thì để Nam Mô A Di Đà Phật, hay là để mấy câu chú Đại Bi, hay là để án ra lợi tỳ xá đời, hay là để những cái câu của Phật đi, không, để mấy câu thần chú đó chỉ là mượn đầu heo nấu bán thịt chó, không biết không, nó có ngàn địa thần luôn á. Ma quỷ mà nó mưu mô xảo kế lắm. Những cái hình ảnh mà ngày xưa mà con Sương nó bán từ con Kim Long bên Việt Nam đưa qua toàn là tà ma quỷ không, thư chú bùa ém trong đó sư phụ biết hết. Cho nên bây giờ sư phụ phải đi từ đứa nào mà mang những cái hình ảnh mà mua hình ảnh của cha mẹ, không có nghĩa là không có bùa chú trong đó. Họ đã trì những cái hắc thần thông vô đó, cho nên phải đưa sư phụ để mà làm sạch lại. Mà những cái cục đá mà con Sương nó bán mà ấy đó, họ bán cho mấy con biết nhiêu tiền đúng không? Cả cái hình của cha mẹ để đi ông Sương á, là cả chục nghìn đô á, sư phụ mua của anh Bắc á, cũng bị nữa. Chứ đừng có tưởng là hình của cha mẹ là không bị. Tại vì họ muốn trấn em Thiền Long Cung, để mà giống như take control. Phụ thường nói ma quỷ nó muốn take over cái thế giới này. Nó không có buông tha chúng ta. Nhưng mà đến ngày hôm nay á, tại sao phụ phải nói rõ hết, là vì tụi nó đã tàn canh gáo máng rồi, bị nghiệp hết rồi. Tất cả những người mà đã có âm mưu và muốn hãm hại sư phụ và hãm hại hàng đệ tử, và đồng thời họ cũng là một trong cơ bận để mà bề trên thử thách hàng đệ tử, coi đứa nào trung thành sư phụ, đứa nào tham lam, đứa nào mong cầu đều bị rớt hết. Những người mà ấy cái đó, ai liền cái đó đều sẽ có cái nghiệp quả của họ. Sư phụ chả làm gì ai hết, lòng từ bi thôi mà. Bùa chú thần thông sư phụ chả có bùa chú gì hết, chỉ có ba cây nhang thắng thôi. Sư phụ có cái quy lực rất là lớn nhưng mà không bao giờ sử dụng. Khi mà những đứa mà bị trúng bùa, tụi nó rất là giống như ma, thì cái lực ma nó mạnh hơn cái lực của sư phụ. Sư phụ chỉ là thiên nhiên tự nhiên đúng không, đứa nào đến sư phụ bằng cái tâm cũng chẳng bao giờ mà gọi đứa nào hết. Đứa nào mà bị ma quỷ quỷ á, sư phụ rất là khó sửa nó, là tại vì giống như nó đang ở trong cái trạng thái hút xì ke rồi, u mê rồi. Đứa nào mà đang hút xì ke và bị phê xì ke mà con kêu nó bỏ, nó có thể lấy dao với con hết. Cho nên những đứa bị mấy con phải thả lỏng nó chừng 3 tới 6 tháng, đừng có đụng gì tới nó hết. Đụng vô kiểu nào con nói kiểu nào nó cũng chửi con lời kiểu đó, mà chửi một cách gọi là rất là hỗn hào á. Nên phải nín, phải để cho nó im. Rồi từ từ khi mà cái đầu nó nguội xuống á, nó hết bùa hết ngải đó, thì lúc đó mới cứu tụi nó được. Còn bây giờ vô phương cứu, sư phụ xin Xích Long đi cứu con Cẩm Tú với cứu con Khanh, xong thôi để tự nó giải. Hai đứa đó cũng mong cầu sân si lắm. Chánh là chánh, ta là ta, cái đó là rất là rõ ràng. Và đồng thời phải biết so sánh và biết coi mình đang làm gì. Không có gì quý bằng hình ảnh cha mẹ, không có gì quý bằng của kinh thiên tâm. Mà ai mà bỏ hình ảnh cha mẹ, ai mà bỏ kinh thiên tâm thì người đó đang bị lọt sổ. Lọt sổ tức là ở thời Thượng Quân Thánh Đức sẽ không còn tồn tại trong nhiều nghìn năm, có thể mất xác mất hồn, rồi sẽ không bao giờ được tái sanh. Tại vì trong tương lai nhân loại ở quả địa cầu này không có ai mà sân si với ai nữa hết, chỉ toàn là người tốt để sống thôi. Đó là tại sao
trong cơ vận phải có thiên ma đi song song với thiên tử là gì đó, để mà làm ra cái màn này, và đồng thời cũng dùng thiên ma để sàng lọc tâm của từng cá nhân của mỗi người.